Thưa quý vị, những ngày này trên thao trường huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đại đội pháo phòng không 37 ly, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Kon Tum hăng say luyện tập. Các chiến sĩ dân quân dù quần áo ướt đẫm mồ hôi vẫn chăm chú tập trung cao độ, thực hiện đúng các thao tác của từng vị trí theo hướng dẫn của giáo viên. Đây là lần đầu tiên anh Trương Kiều Anh, chiến sĩ dân quân đại đội pháo phòng không 37 ly được tiếp xúc và học với súng pháo. Mặc dù được giáo viên hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, nói đến đâu làm đến đấy, làm mẫu động tác, nhưng anh không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Lần đầu tiên tiếp xúc với nội dung huấn luyện mới, không chỉ riêng tôi, mà toàn thể các anh trên hậu đội gặp không ít khó khăn, nhất là những nội dung lấy hướng, lấy góc và bám sát mục tiêu. Tuy nhiên, được giáo viên hướng dẫn nhiệt tình, tỉ mỉ, nên anh em chúng tôi nhanh chóng bắt kịp nội dung và cường độ huấn luyện. Đợt tập trung huấn luyện này, đại đội pháo phòng không 37 ly có nhiều chiến sĩ nữ tham gia huấn luyện. Nhiều người đã có gia đình, con nhỏ, nhưng khi có lệnh, các chị đều tham gia huấn luyện tích cực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian huấn luyện thì mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiều chị em, gia đình, con nhỏ tham gia lần đầu, với các động tác, thao tác còn khó. Nhưng chị em chúng tôi vẫn quyết tâm cố gắng luyện tập để thành thạo các kỹ những động tác và hoàn thành tốt lần huấn luyện theo kế hoạch đã đề ra. Quá trình huấn luyện, các chiến sĩ được giới thiệu về vị trí, tầm quan trọng, tính năng, tác dụng, cấu tạo của pháo, các kỹ năng và thao tác về bảo quản đạn pháo, cách xử lý hỏng hóc thông thường, các phương án hiệp đồng chiến đấu, bắn các loại mục tiêu, giúp chiến sĩ từng bước làm chủ và khai thác tốt pháo phòng không 37 ly. 100% cán bộ chiến sĩ đều xác định rõ lập trường tư tưởng vững vàng, phát huy vai trò trách nhiệm trong huấn luyện, rèn luyện, thi đua, cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức để thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Ngoài việc được giáo viên trực tiếp huấn luyện, thì chúng tôi thường xuyên tổ chức tập luyện ngoài giờ. Các đồng chí có biên chế, trong biên chế sẽ huấn luyện cho các đồng chí mới được biên chế và quyết tâm hoàn thành tốt đợt tập huấn này. Và khi có tình huống xảy ra, chúng tôi sẽ sẵn sàng hiệp đồng chiếm lĩnh vị trí để thực hiện nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo viên chủ động chuẩn bị về giáo án, bài giảng, mô hình học cổ và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm huấn luyện từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giúp chiến sĩ nhanh chóng bắt nhịp với cường độ huấn luyện và thuần thục các động tác. Để cán bộ chiến sĩ nắm chắc được tác dụng, tính năng, phần tử kỹ chiến thuật của pháo phòng không, cơ bản sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, quá trình huấn luyện của đơn vị chú trọng xoay vòng, đổi tập từng nội dung, từng vị trí của pháo thủ, bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ nắm được các vị trí, nhiệm vụ của từng pháo thủ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Việc xây dựng và huấn luyện đại đội pháo phòng không 37 ly tạo ra mạng lưới phòng không nhân dân rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.